Vâng, và sau đây em chính test hai sản phẩm và cũng thông báo là hai sản phẩm đã có chủ trong buổi trưa hôm nay. Đó là con Sansui 707MR dòng 2N. Em này đánh loa Mỹ, loa Nhật và loa châu Âu đều tốt và tiếng rất là hay. Chạy 8 sò 330W và cặp loa JBL 4312MK2 dòng Custom Monitor, cũng có chủ gửi cho bác ở Đà Nẵng nha, và con ly là gửi cho chị Như ở Hồ Chí Minh. Và sau đây mời tất cả các bác cùng nghe thử chất âm của nó. Dòng MR thì tiếng rất chi tiết. Ngày mình chia xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha. Lòng